Xin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người có các môn đệ đi theo. đến ngày Sa-bát người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. nhiều người nghe rất đội kinh ngạc. họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? ông ta không phải là bác thờ con bà Maria và là anh em của ông Giuja Cố Bê giô đa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giê-su bảo họ ngôn sứ có bị rè rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ người lấy làm lạ vì họ không tin rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy đó là lời chúa kính thưa quý ông bà anh chị em Lời Chúa chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu trở về quê hương của Ngài và giảng dạy trong hội đường. Và dân làng Nazareth đã không tin. Vì thế, Ngài đã không làm được một phép lạ nào tại đó. Qua câu chuyện Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, chúng ta cùng nhau suy niệm hai điều căn bản để áp dụng trong đời sống đức tin của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nhìn xem sự cứng tinh, coi thường của dân thần Nazareth. Vì quen quá, hóa nhàm, vì gần chùa gọi bục bằng anh, cho nên họ đã không nhận ra chân lý tin mừng nước trời mà chính Đức Giêsu là con Thiên Chúa đã xuống nói cho họ và họ coi thường và chỉ bàn tán với nhau cái đời sống thường nhật của Đức Giêsu mà thôi và như thế họ đã kêu trách với nhau họ đã không tin và kinh thánh kể rằng Chúa Giêsu đã không làm được phép lạ nào chúng ta đâu đấy tự nhiên trong lòng cũng dấy lên và than trách người do thái tại sao lại không tin vào Chúa Giêsu nhưng kỳ thực kính thưa quý dân bà anh chị em đây là một quá trình để mà tẩy cái quá khứ vì sự ngạo mạn kiêu ngạo có ở trong mỗi người chúng ta nhìn một con người trong cái nhìn ngưng tụ không phát triển con người ấy con cái của chúng ta cũng thế là con cái khi mà nó làm bác sĩ ta cũng đến chữa nó cũng khó mà lành bệnh bởi vì không tin cái nhìn ngưng tù nó làm cho chúng ta không nhận ra chân lý là vậy cho nên không có thể trách được người do thái ngày xưa nhưng có lẽ chúng ta sẽ tốt hơn khi chúng ta nhìn lại mọi người chúng ta hôm nay đây những người chung quanh những công việc xảy ra thường nhật và hãy biết lắng nghe để tìm ra ý của Chúa trong công việc và cái người chung quanh đấy có thể lắm biết đâu một em bé một cụ già một lời khuyên bảo hoặc một lời nói thậm chí trách móc nào đó cũng có thể là tiếng chúa nhắc nhở mình trong con đường đức tin trong đời sống đạo đức cho nên chúng ta hãy cầu xin cho nhau để chúng ta có được nhạy cảm và đọc ra tiếng Chúa trong từng biến cố và những người chung quanh chúng ta sống chung. Và điều thứ hai, chúng ta cùng chia sẻ với nhau kinh thánh kể rất giản dị rằng vì họ cứng tin, họ mà Chúa Giêsu đã không làm được phép lạ nào tại đó, chỉ đặt tay và chữa lành một số bệnh mà thôi. Vậy thì ở đây kinh thánh muốn nói cho chúng ta rằng lòng tin sẽ làm cho chúng ta được ơn chữa lành lòng tin thì phép là sẽ xảy ra cho chúng ta chúng ta nhớ lại có một lần Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các tông đồ Phêrô đã nói rằng thưa thầy nếu quả là ngài xin truyền cho con được đi trên nước mà đến với ngài và sau khi đã tin tưởng thầy mình rồi Phêrô đã xuống nước đi trên mặt biển và khi ông thấy gió nổi lên thì ông tụt xuống nước khi mà có sự nghi ngờ nào đó thì phép là không còn xảy ra nữa đó là điều mà chúng ta cũng nhắc nhở nhau suy niệm để chúng ta một lòng với nhau chúng ta tin đã có đức tin nhưng lòng tin của chúng ta còn yếu kém vậy thì chúng ta cầu xin tin điều gì đây tin rằng thiên chúa luôn luôn yêu thương chúng ta chúng ta có một vị thiên chúa không ở xa chúng ta mà ngài luôn luôn ở gần bên chúng ta vì hồng ân của thiên chúa thì như mưa vậy thưa quý ông bà anh chị em có điều là tôi cũng như quý ông bà anh chị em có lấy xô lấy thâu ra để hứng lo, đón lấy những hạt mưa hồng ân đấy không còn nếu như chúng ta vì làm miếng vì mê ngủ mà thì hồng ân như mưa ấy cũng sẽ trượt khỏi lòng bàn tay chúng ta mà thôi. Vậy chúng ta qua lời Chúa hôm nay, hãy cùng nhau cầu nguyện để luôn luôn ý thức rằng Chúa ở bên cạnh mình và Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta để nhờ đó mà những cơn sóng gió của cuộc đời của chúng ta được tan biến và đời của chúng ta được bình an trong Chúa. Amen.